Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau đây là phần tin Việt Nam và đời sống. Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết rằng truy tố băng nhóm người Trung Quốc chuyên trộm cắp ở Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, yêu cầu truy tố 8 bị can, bao gồm 5 người có quốc tịch Trung Quốc và 2 người Việt Nam về tội trộm cắp tài sản. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, với mục đích vào Việt Nam để ăn trộm, băng đạo trích người Trung Quốc đã móc nối với nghi phạm người Việt Nam để cùng nhau lập thành một băng trộm cắp xuyên Việt. Chỉ trong thời gian từ 30 tháng 4 đến ngày 10 tháng 9 năm 2018, khi bị bắt giữ, băng nhóm này đã gây ra 5 vụ trộm cắp khắp Việt Nam. Trong đó có 4 vụ thực hiện tại các tỉnh Sài Gòn, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, đánh cắp tài sản 4.7 tỷ đồng. Cả nhóm khai nhận, trong quá trình thực hiện vụ trộm cắp tài sản ở công ty cổ phần Ngọc Sơn Hà Nam, thuộc xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, và đang trên đường tẩu thoát thì bị công an bắt giữ. Báo Việt Nam khơi vụ đất vàng của con gái ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khoảng 20 ngày sau khi Đô đốc Nguyễn Văn Hiến là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm trong quản lý đất quốc phòng, một số báo nhà nước đã phanh phui buộc ông này ký công văn chỉ định nhà đầu tư cho một khu đất tại quận 4 Sài Gòn liên quan đến công ty Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng, là con gái cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Được biết, những khu đất trên được coi là đất vàng nằm trên vị trí đắc địa của trung tâm thành phố Sài Gòn. Lâu nay, các báo nhà nước ở Việt Nam gần như không bao giờ đưa tin tiêu cực liên quan đến các thương vụ hoặc các quỹ đầu tư doanh nghiệp thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thanh Phượng. Các báo cũng không hề nhắc tên bà Phượng trong các bài báo về các thương vụ đất đai của Bản Việt. Đáng lưu ý, trong thương vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu, tức là AVG, ồn ào trên mặt báo trong thời gian qua, một số blogger thạo tin đưa cáo buộc bà Phượng mới là người đứng đầu và là người sắp đặt mọi chuyện, nhưng bà hiện nay vẫn bình an vô sự. Bắt giữ 19 con bạc trẻ tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng hơn 2.000 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Cầm đầu đường dây đó là Phạm Công Bằng, 29 tuổi, quê ở Thái Bình, cùng 3 đồng phạm khác để điều hành đường dây tổ chức đánh bạc trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các con bạc với số dư trong các tài khoản hàng tỷ đồng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Bước đầu xác định tổng số tiền các con bạc giao dịch đánh bạc là trên 2.000 tỷ đồng mà liên quan đến 113 đại lý của đường dây đánh bạc này trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ đoạn của đường dây này là mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến. Các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia đánh bạc và sau khi chơi xong sẽ được chuyển tiền ảo thành tiền thật. Vẫn tin Việt Nam, điều tra Phó Phòng Kinh tế nhận 20 triệu từ doanh nghiệp khai thác cát. Sáng ngày 24 tháng 5, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang điều tra việc một phó phòng kinh tế hạ tầng ở huyện này bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang nhận 20 triệu đồng của một doanh nghiệp khai thác cát. Theo thông tin bước ban đầu, qua điện thoại, người này đã nhiều lần trao đổi với một doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn của huyện về việc doanh nghiệp này đang đề xuất xem xét giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc làm đường nối dài tại mỏ cát của doanh nghiệp. Qua đó, ông đã nhiều lần gọi điện, gợi ý chủ doanh nghiệp phải biết điều với mình để thủ tục được tiến hành dễ dàng và thông thoáng, hẹn gặp chủ doanh nghiệp để trao đổi công việc. Thấy bất thường, chủ doanh nghiệp này đã trình báo công an của huyện Đại Lộc. Qua kiểm tra xác minh trong điện thoại cho thấy, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, giữa ông này và chủ doanh nghiệp đã có nhiều cuộc gọi, nội dung ghi âm clip xung quanh việc trao đổi công việc, nhận tiền. Hiện nay, công an quyền đang xác minh thông tin để tiếp tục điều tra hành vi của vị cán bộ vừa nói trên. Mario Batali không nhận tội hành hung và cản trở ở Boston vì cáo buộc mò mẫm hôn người phụ nữ. Đầu bếp nổi tiếng Mario Batali
đã không nhận tội vào hôm thứ Sáu với cáo buộc liên quan đến việc anh ta bị cho là mò mẫm và cưỡng hôn một người phụ nữ tại một nhà hàng ở Boston. Bà Talley, 58 tuổi, đã phớt lờ câu hỏi của các nhà báo khi ông bước vào tòa án thành phố Boston. Anh ta đã đổi chiếc Crocs màu cam đặc trưng của mình cho đôi giày thể thao Adidas Yeezy mà anh ta kết hợp với một chiếc áo cọc tay màu đen trên áo len màu tím và mũ bóng chày. Anh đã cởi mũ khi anh ta xuất hiện trước thẩm phán vì bị buộc tội tấn công không đứng đắn và cản trở. Anh ta được thả ra theo lý lịch cá nhân mà không phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử trước ngày 12 tây tháng 7. Người tố cáo đó là Natalie Tenney, người được luật sư của cô là Eric Bohm xác định, đã nói rằng cô đang ở cùng một người bạn tại đường Tronstorp và Swick từ khi đóng cửa trên phố Boylston năm 2017 và cô chú ý đến đầu bếp nổi tiếng đang ngồi gần cô. Tenney cho biết cô chụp ảnh selfie với anh khoác vai trước khi sự việc này xảy ra. Những người tố cáo Harvey Weinstein đạt thỏa thuận 44 triệu Mỹ Kim. Các luật sư đại diện cho các khiếu nại chống lại Harvey Weinstein, công ty của ông và các cộng sự cũ đã đạt được một thỏa thuận thuận trị giá là 44 triệu Mỹ Kim để giải quyết các vụ kiện dân sự về hành vi sai trái tình dục của ông. Các luật sư nói với một thẩm phán vào hôm thứ Năm, họ có một thỏa thuận sẽ được thanh toán bằng các chính sách bảo hiểm. Nó phân phối khoảng 14 triệu Mỹ Kim cho các khoản phí pháp lý và cho các cộng sự của Weinstein, những người được nêu tên là bị cáo trong các vụ kiện. 30 triệu Mỹ Kim còn lại sẽ được chuyển đến các nạn nhân, chủ nợ và nhân viên cũ của Weinstein Co. Adam Harris, luật sư của Bob Weinstein, nói với thẩm phán Mary Warratt của Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Wilmington rằng chúng tôi hiện có một thỏa thuận kinh tế về nguyên tắc được hỗ trợ bởi các nguyên đơn, văn phòng tổng chưởng lý New York, các bị cáo và tất cả công ty bảo hiểm, nếu được phê duyệt, sẽ cung cấp bồi thường đáng kể cho các nạn nhân, chủ nợ của bất động sản và cho phép các bên tránh được nhiều năm tốn kém và bị mất thời gian. Kính thưa quý vị, người đẹp tỷ phú Kylie Jenner lên tiếng trước scandal bản thân của mình gian díu với anh rể. Kylie Jenner lần đầu đã phản hồi trong show truyền hình thực tế Keeping Up with Kardashian về vụ cô bạn thân đó là Jordan Woods tằng tiểu với bạn trai của chị mình là Khloe Kardashian, cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson. Jordan và Tristan bị bắt gặp đã hôn môi trong bữa tiệc tại nhà riêng của Tristan hồi tháng 3 vừa qua. Kylie Jenner từng rất sốc trước scandal này và cô bị giằng xé giữa một bên là chị gái của mình, một bên là người bạn rất thân đang sống chung nhà. Mẹ của Kylie hiểu được sự khó xử của con gái khi mất đi người bạn rất là thân. Bà Kris Jenner nói rằng, đối với con và Jordan, nó giống như là một cuộc ly hôn vậy. Trong khi đó thì Jordan giải thích rằng, đó chỉ là nụ hôn tạm biệt nhất thời trong lúc cô bị say, nhưng hậu quả của sự việc đó đã khiến cho gia đình Khloe tan vỡ. Kylie không thể tha thứ cho hành động của bạn mình với chị gái mình. Cô nói với Khloe Kardashian, chỉ cần biết rằng em lúc nào cũng yêu chị. Kính thưa quý vị, Facebook xóa hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo và bài viết kích động. Facebook ngày hôm nay công bố đợt xét xử mạnh tay nhất trong lịch sử với các tài khoản và bài viết vi phạm quy định. Trong khoảng từ tháng 10 năm 2018 cho đến tháng 3 năm 2019, mạng xã hội này đã xóa hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo và hơn 7 triệu bài viết được cho là có lời lẽ kích động thù địch. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, giám đốc điều hành Mark Zuckerberg khẳng định những nỗ lực nói trên nhằm làm trong sạch và lấy lại niềm tin cho Facebook. Tôi tin rằng ngân sách dành cho các hệ thống an toàn của chúng tôi là đủ nhiều bởi nó lớn hơn toàn bộ doanh thu của Twitter trong năm nay. Mark đã nói như vậy. Ông cũng cho rằng việc ông từ bỏ chức vụ CEO hiện tại cũng không giúp Facebook trở nên tốt đẹp hơn. Báo cáo cũng cho thấy các tài khoản giả mạo tăng mạnh hiện nay do các tác nhân xấu đang sử dụng phần mềm tự động tạo ra. Phần lớn chúng đều bị Facebook xóa trong vòng vài phút để không kịp gây hại với người dùng. Khoảng 5% số tài khoản đang hoạt động hàng tháng hiện nay là tài khoản giả mạo. Nhiều bài đăng trên Facebook cũng đã bị xóa vì bán hàng sai quy định như thuốc và súng. Với các nội dung nhạy cảm như hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, bạo lực và tuyên truyền khủng bố, Facebook cũng có số liệu thống kê đầy đủ. Cứ mỗi 10.000 nội dung được xem trên Facebook lại có khoảng 14 người nhìn thấy ảnh khỏa thân, 25 người nhìn thấy nội dung bạo lực và 3 người nhìn thấy ảnh lạm dụng trẻ em hoặc tuyên truyền khủng bố.
Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Kính mong quý vị nhớ đón theo dõi. Chương trình tin tức buổi tối sẽ được phát hình vào lúc 8 giờ và 10 giờ tối với những tin cập nhật mới nhất. Băng Châu xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được an vui và được nhiều hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt.